Hey, xin chào các bạn. Tiếp tục ở bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một khái niệm tiếp theo trong JavaScript, đó chính là DOM. DOM là một trong những kiến thức vô cùng quan trọng và nó sẽ xuyên suốt cho đến khi các bạn đi làm. Nếu các bạn nắm chắc được các kiến thức về DOM thì các bạn có thể học sang những thư viện hay là những framework khác của JS dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì trong JavaScript, DOM nó là viết tắt đúng như chúng ta đọc luôn. Nó sẽ là DOM như thế này. Đó, nó là viết tắt của Document Object Model. Đây, các bạn có thể để như thế này. Document Object Model, nó là viết tắt của Document Object Model. Đó. Vậy, DOM nó là gì? Thì để hiểu hơn về DOM thì tôi có một ví dụ như thế này để cho các bạn có thể xem. Đây, thì bản chất của Document Object Model thì nó là từng cái đối tượng của HTML trên một trang, hay nói cách khác là nói đến từng cái thẻ HTML một. Và tất cả những thẻ HTML đó gộp lại thì nó gọi là Document. Đó, thì để hiểu rõ hơn về DOM thì các bạn nhìn vào cấu trúc này. Đây là cấu trúc của một trang web. Đó, đây là một cấu trúc cơ bản. Thì đi từ trên mà xuống thì nó sẽ bắt đầu từ thẻ HTML. Và bên trong các thẻ HTML, bên trong thẻ HTML thì chúng ta có các thẻ như là header, title, body. Và bên trong body thì sẽ có rất nhiều các thẻ khác. Và nó phân cấp từ trên mà xuống và từ bên ngoài mà vào. Thì các bạn nhìn ở đây, các bạn có thể mường tượng được. Và các bạn mở một trang HTML lên thì các bạn sẽ mường tượng được. Đó, thì cái object ở đây có nghĩa là gì? Object ở đây chính là cái đối tượng mà chúng ta muốn nói đến, chính là từng thẻ HTML một. Và trong cái đối tượng đó thì nó sẽ có các thuộc tính. Tôi ví dụ như chúng ta có thẻ A, đây được gọi là một object trong DOM. Và trong A thì chúng ta có các thuộc tính, hay thì nó sẽ gọi là attribute. Đấy, chúng ta có hai thuộc tính như thế này thì chúng ta nó được gọi là attribute. Và trong thuộc tính thì chúng ta sẽ có value của nó, value của thuộc tính đó, kiểu như vậy. Đây, cụ thể như thế này. Và trong một thẻ HTML thì chúng ta sẽ có nội dung, có nội dung như thế này. Đó, thì cứ mỗi thẻ HTML nó là một object. Và chúng ta có rất nhiều thẻ HTML thì nó sẽ có rất nhiều cái object. Và cái mode này nó là một cái keyword để chỉ về cái kiểu đối tượng đó. Và tất cả những thẻ HTML như thế này nó được gọi là document. Toàn bộ những cái mà chúng ta nhìn thấy ở đây, toàn bộ những cái này nó là document đó. Thì đó là DOM. Thì DOM sinh ra để làm gì? Để nó giúp chúng ta có thể quản lý và xử lý được tất cả những cái liên quan đến hành vi của người dùng, hay là những cái thay đổi của một thẻ trên một trang. Thì đó chính là DOM. Tôi sẽ để đây là DOM là gì. DOM là gì? Là gì? Đó. Vậy thì có bao nhiêu loại DOM? Có bao nhiêu loại DOM? Thì tôi sẽ phân loại DOM như sau. Thì chúng ta sẽ có DOM selector. DOM selector, có thể các bạn sẽ bắt gặp với một tên khác gọi là DOM element, nhưng tôi sẽ gọi đây là DOM selector. Có nghĩa là gì? Tôi dùng selector cho nó gần nghĩa với CSS. Thì DOM selector có nghĩa là nó cho phép chúng ta chọn một cái thẻ HTML bất kỳ trên trang. Đó, chọn. Bởi vì trước như tôi nói là DOM nó để quản lý các thẻ HTML, để thay đổi các thuộc tính của thẻ HTML, để bắt các event, hay nói cách khác là để tác động làm thay đổi thuộc tính trên một thẻ. Ví dụ thay đổi màu chữ, thay đổi nội dung. Và để thay đổi được một cái thẻ HTML đó, một cái đối tượng HTML đó, thì chúng ta cần phải select đến cái thẻ đó hay là chọn thẻ đó. Thì chúng ta sẽ có DOM selector. Thì cái DOM selector chúng ta sử dụng selector thông qua name, id, hay là class, hay là attribute.
Tribute, cái này thì chúng ta đã quá quen rồi. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ có DOM HTML. DOM HTML thì đối với DOM HTML thì nó cho phép chúng ta thay đổi thuộc tính, thay đổi thuộc tính và thay đổi nội dung của cái thẻ HTML đó. Và thay đổi text. Tôi sẽ demo cho các bạn từng phần một. Bây giờ tôi sẽ list nó ra đã. Và chúng ta sẽ có một dạng DOM nữa là DOM Event. DOM Event có nghĩa là gì? DOM này thì nó sẽ bắt được tất cả những cái hành động của người dùng. Ví dụ như họ vừa click, họ vừa hover, họ vừa scroll thanh quận, hay là họ vừa kích chuột phải, hay là họ vừa double click, thì tất cả những cái này nó sẽ handle được hành vi của người dùng. Và một loại DOM nữa là DOM Style. Tôi tạm gọi là DOM Style. Nó cho phép chúng ta thay đổi tất cả các thuộc tính của thẻ HTML đó, của đối tượng HTML đó, liên quan đến các thuộc tính giống như CSS. Đó, ví dụ đó, thật ở dưới đây nó sẽ là change attribute CSS, thì nó sẽ dễ hiểu. Change style. Style đây là các bạn liên tưởng đến CSS. Đó. Và một DOM nữa đó là DOM listener. DOM listener thì cái này nó có tác dụng là để lắng nghe các sự kiện, các hành động tác động lên trên cái thẻ, lên trên cái đối tượng HTML đó. Đó. Thì đây là danh sách các DOM mà chúng ta sẽ hay sử dụng. Đó. Thì ở đây có một chỗ các bạn sẽ dễ bị lầm tưởng, đó là cái DOM listener và DOM event. Thì cũng là để handle hành vi của người dùng, nhưng nó sẽ khác nhau. Một cái là lắng nghe, khi mà anh tác động vào tôi thì tôi sẽ làm gì. Còn cái này là tôi cung cấp cho anh những cái event để anh có thể tác động vào cái thẻ HTML nào đó. Thì đây tôi sẽ sửa lại một chút là cung cấp các event để tác động vào đối tượng HTML. Đó. Và sau khi mà ông tác động vào rồi thì tôi luôn luôn lắng nghe và tôi bắt được những cái hành động đó của ông. Đó. Thì đây là danh sách những cái DOM mà chúng ta thường sử dụng. Ok. Thì ở video này tôi sẽ dừng lại tại đây. Ở bài tiếp theo thì tôi sẽ đi làm rõ từng cái DOM này để các bạn có thể hiểu hơn được. Ok, thì chào và hẹn gặp lại.